chị đang làm gì em vậy? Chị đang xăm mình cho em thôi, em muốn xăm mình mà phải không? Xăm gì kỳ cục á, xăm xong cho người ta thấy gì hết, bắt chuột cái đít ra không vậy? Hả? Xăm gì phải cho người ta biết xăm hình gì nữa chứ? Thì hôm qua em nói em muốn xăm cái hình một ruồi phong thủy, một ruồi duyên gì mà phải không? Thì đúng rồi, xăm ta xăm ngay mặt, ngay má, ngay miệng chứ tự nhiên xăm cái đít là sao trời? Đau vậy? Đau. Thôi đừng có xăm nữa, đau quá. Trời ơi. Xong rồi. Hả? Gì lẹ vậy má? Xăm có đàng hoàng không vậy? Xăm đẹp không? Trời ơi, thì ra là chích tôi chứ phải là xăm mà trời. Sao? Đau. Đưa giấu người ta không à? Đi chích người ta mà nói đi xăm mình. Bộ bà bị khùng hả? Đâu có đâu, này đi xăm thiệt mà. Xăm một ruồi chứ con đâu có gì đâu. Xạo. Xạo quá, xạo quá. Không có tin. Bỏ ra đi. Đâu đâu, một ruồi đâu? Cho coi coi. Chích vô nguyên cái lỗ chà bá gì nó một ruồi. Ê Tuấn Tuấn, em mấy đang làm gì nhìn có vẻ gợi cảm quá, coi lại giúp đỡ gì được không? Em cần anh giúp đỡ gì không? Hả? Nói tiếng đi, anh sẵn sàng. Em có cần giúp đỡ gì không? Trời ơi đâu, mồ hôi ra để lên liếm nha ha. Hả? Mồ hôi nhễ nhại luôn nè. Cái đít của em chảy mồ hôi nè, để anh chùi cho ha. Bà mẹ anh muốn giúp em mà tự nhiên em địch vô mặt anh là sao? Hả? Ê lu tao cũng nghe thơm mà mày. Ê thơm bà nội tao chứ thơm. Ê hết đất hả em? Cố lên, cố lên. Tụi bay ra chỗ khác cho tao tập coi. Ê lên không phá nữa. Tao đang giúp mà, trời ơi có phá gì đâu. Ê Lu, em tập nữa kìa Lu, lại có giúp được gì nữa giúp kìa Lu ơi. Trời ơi, nhảy cao nữa kìa Lu, tưng 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 luôn kìa Lu ơi. Tao thấy rồi, cố lên em ơi, cố lên. Kinh quá. Hả? Gì vậy? Thôi buông ra đi, ngập thở quá. Anh cũng muốn ngập thở nữa, em ơi mình đi. Cảm ơn nha.